Em xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Quỳnh Phúc TV. Chúc mọi người một năm mới bình an và hạnh phúc, mần ăn phát tài. Mọi người xem video nhớ bảo vệ tài sản mình và cảnh giác cao độ. Và em xin cảm ơn. Và đây là video đầu tiên. Mọi người có thể nhìn thấy một nam thanh niên mặc áo đen, đội nón bảo hiểm đi vào một cửa tiệm điện thoại để mua đồ. Bên trong là có một anh áo trắng và một anh áo trắng đang ngồi sửa điện thoại. Nó kêu anh ở chằng là đưa điện thoại cho nó coi. Bây giờ nó đang lựa coi nha. Và mọi người coi cái tay nó đây. Nó đã thò xuống nó mở cái tủ rồi kìa. Đó, nó bịt khẩu trang nhưng bịt dưới cái miệng không nha. Vẫn nhìn thấy mặt nó được. Bây giờ nó là nhìn ngó xung quanh rồi đó. Để sơ sẩy là nó thò tay nó chụp cái điện thoại liền nha mọi người. Mọi người coi đây. Nhưng là cái kết là đau đớn lắm nha, chứ không phải mà dễ ăn với tình huống này nghe mọi người. Mấy anh này là đang dàn chặn để bắt tại trận nữa đó. Rồi kìa kìa, nó tính thò tay xuống kìa nhưng chưa được nữa. Hiện giờ mấy anh này là đang ngồi coi camera đó nghe mọi người, chứ không phải đơn giản vậy đâu. Nó tưởng dễ ăn nè, đứng lên tiếp tục. Nhìn nó là thấy rồi kìa, lính quýnh mà nó lu bu, nhìn là biết dân ăn trộm liền hả mọi người. Đây, chiếc này thò tay coi. Thò tay hả con mày hả? Mày hả? Tao đợi mày biết bao lần rồi. Bữa nay anh em tao dí mày. Rồi, không làm mà đâu có ăn nè, cho mày ăn nè, ăn nè, ăn nè. Đó, mày hả? Anh em tao dí. Tao dí hả? Mày sẵn bẫy ở đây hết trơn rồi. Tưởng ngon ăn hả con? Ăn nè, cho mày ăn nè. Đó, cho mày bỏ cho nè. Ba anh này đứng cầm cây dí bắt tên này. Đã khống chế được tên này rồi đó mọi người. Thằng này là chỉ biết năn nỉ thôi. Đây, đứng lên, đứng lên, đứng lên nè, đứng nè, kêu mày ngồi xuống để tao điện công an lại. Mày đứng, đứng không? Mày đứng không? Rồi, hai anh ở chằng đang tiến sát lại. Dạy cho em nó một bài học đó anh này. Mày nè, ăn trộm nè, bỏ cái tật ăn trộm nghe mày. Bây giờ ngồi đó ngoan ngoãn, điện công an lại mày. Cho mày đi giải phá mày biết. Rồi, anh nói chằng đã vô móc điện thoại điện công an. Tên này vẫn đứng lên, đứng hoài, đứng không mày, đứng không, đứng không, đứng nè, đứng nè. Đó mọi người, cái kết rồi đã chưa? Rồi, công an lại hốt rồi, đem đi. Và tiếp sau đây có một người đàn ông áo trắng và một cô gái mặc áo hồng, quẩy thêm cái vỏ hồng rất là xinh xắn. Bây giờ anh áo trắng đang mở cửa nhà. Hai người này là mới đi chơi về nha mọi người ơi. Và mình sẽ thêm cái tình huống gì tiếp sau đây. Và anh ta đang khòm xuống để mở phá nè. Đây, cái túi rất đẹp luôn nha. Tình huống này rất là táo bạo. Mọi người nhớ đi đêm về mà quẩy vỏ nè, đeo vàng nè. Xem những tình huống như thế này để cảnh giác nè. Bây giờ bất ngờ ở ngoài là một tên cướp đi vô nè mọi người. Giật đi chiếc túi sách, làm cô gái té ngã xuống đất luôn. Đây, ông nó mặc áo cargo rất nhanh, không quay được cái mặt nó luôn. Đó, nó giật, sau đó là con người đã ngã xuống nhưng không lấy được cái bóp nha. Anh thanh niên áo trắng đã chạy ra lên chiếc du lịch để rượt theo nó, nhưng đâu có rượt kịp đâu mọi người, nó đã chạy rồi. Quá nguy hiểm luôn không. Và bây giờ mọi người có thể thấy nè, nhìn cho kỹ nha. Đây, một chiếc xe tải đây đang chạy tới. Hai tên cướp nó giật đồ ha, nó giật đồ, nó chạy gấn vô chiếc xe tải. Rồi hai thằng đã ngã xe xuống, một thằng đã đứng lên bỏ chạy, còn một thằng là còn lính quýnh chỗ đó kìa mọi người. Những người dân xung quanh người ta nghe cớp, ta mới chạy lại nè, chạy lại, anh đó chạy lại bắt nó nè. Đó, rồi tên kia chạy lại xịt hơi cay đang giải dây cho đồng bọn nó kìa. Thấy ghê chưa, hai thằng bịt khẩu trang mà áo đen nha. Rồi thằng này tóc lên chạy luôn, là hai thằng chạy mất tiêu luôn đó, bỏ lại chiếc xe luôn. Một tình huống quá nguy hiểm luôn nha mọi người. Có một người đàn ông đi trên một chiếc xe máy và một người phụ nữ bịt kính mít mặt mày hết. Hai người này đã tiếp cận một em học sinh nè mọi người, giả vờ đụng xe. Đây, tên người đàn ông thì ngồi trên chiếc xe, giả vờ da quẹt với em học sinh. Em học sinh này quay đầu để nhìn, không biết là người phụ nữ đang lòn phía trước để lấy đi chiếc điện thoại nha mọi người. Mọi người nhớ dặn con em mình cảnh giác những tình huống như thế này nè. Hai người này là bịt khẩu trang, đội nón bảo hiểm. Đây, người phụ nữ ra. Đó, được cái nón ra đó, nó đã lấy được cái điện thoại rồi đó. Rồi xong, hai đứa này là bay lên xe là chạy luôn. Thấy ghê cho, nó bịt khẩu trang không thấy nó luôn đó. Và bây giờ có một người đàn ông đang ngồi trước cửa nhà để bấm điện thoại nè mọi người.
Đây, xuất hiện một tên cướp đi trên một chiếc xe máy. Đội nó mạo hiểm, nó đã thò tay giật đi chiếc điện thoại. Quá trời luôn, thấy chưa? Giật rồi đó. Đó, nó ngồi trên xe. Mọi người nhớ cảnh giác ngồi bấm điện thoại kiểu này nha. Nó quẩy ba lô, bịt khẩu trang đi trên chiếc xe. Anh này chạy theo ngược là đâu có kịp đâu mà mọi người. Có một chiếc xe đang đậu trước cửa nhà. Thì bất ngờ hai tên trộm nó đã chạy ngang rồi đó mọi người. Nó đi trên một chiếc xe máy, bịt khẩu trang và không đội nón bảo hiểm luôn nha. Bây giờ hai tên này đã thấy và đã quay trở lại trước cửa nhà rồi kìa. Đây, hai thằng, một thằng ngồi trên xe để cảnh giác, còn một thằng bước vô. Tiếp theo là mọi người sẽ coi đây. Nó bước vô nhà, bịt khẩu trang nè, đội nón kết nha. Có con chó nó sủa rồi đó. Nó đã tiến sát lại chiếc xe để bẻ phá nè nghe mọi người. Nhưng là bất ngờ là chiếc xe có báo chống trộm rồi, nó chạy rồi đó. Rất may mắn luôn, chủ nhà này không mất chiếc xe nha. Hai thằng đi lên xe đi ra, nhưng chưa nghe mọi người. Nó sẽ đi quằn được một chiếc khác nè, cũng hai thằng này luôn nha. Và đây nè, đây cũng hai thằng đó đó. Một thằng ngồi trên xe, một thằng đi vô nè. Nó bịt khẩu trang đó, mặc áo đen và một thằng áo xanh. Tên mặc áo xanh đã đi vô rồi, còn thằng mặc áo đen ngồi cảnh giác trên xe. Rồi thằng này vô lấy chiếc xe quá nhanh luôn, bẻ phá rồi hai thằng tẩu thoát luôn mọi người ơi. Quá trời luôn chưa. Còn bây giờ mọi người đang thấy nè, người phụ nữ đang bán bia và đang xách nguyên bọc nước đá. Còn hai tên trộm này nè, nó vừa lên xe nó tính chạy. Nó lấy hai thùng bia nó bỏ trên xe rồi. Hai thằng đó nó bảo hiểm, một thằng mặc áo đỏ ngồi trên xe, còn một thằng mặc áo đen đứng dưới đất. Đây hai thùng bia, hai thùng Heineken, bị cô chủ quán bắt lại tại trận giờ đem trở vô nè mọi người. Đó, một thùng, thấy ghê chưa, nhém một chút là mất hai thùng bia rồi. Cô này quá hay luôn. Hai tên trộm này liền lên xe tẩu thoát. Đó, ghê chưa, ghê chưa mày hả mày. Có một nam thanh niên lợi dụng lúc những người trong phòng trọ này ngủ trưa, hắn ta đang đột nhập vô và tiến sát lên một chiếc xe. Hắn bịt khẩu trang, đội nón bảo hiểm và mặc áo phát kín mít luôn mọi người ơi. Bây giờ nó đã thò tay nó bẻ khóa chiếc xe rồi đó nha. Bẻ rất lâu. Đây là khu nhà trọ, mọi người mà ở nhà trọ là nhớ cảnh giác cao độ những tình huống như thế này nha. Ngủ là phải dắt xe vô phòng nha, đừng để ở ngoài, để ngoài là mất xe đó nha. Nó bẻ nãy giờ vẫn chưa được luôn. Tiếp tục là đi qua hướng bên đây để bẻ nha mọi người. Vậy mà trong phòng vẫn không ai hay nè. Rồi, giờ lại là bẻ nữa, dùng hết công lực để bẻ nữa. Nhưng tên này bẻ cũng rất lâu. Giờ nó gặt kìa mọi người. Lâu nhưng mà cũng không có ai hết trơn luôn. Rồi, bây giờ nó đã bẻ thành công, sau đó là dắt chiếc xe tẩu thoát ngay liền. Mọi người cần hết sức lưu ý. Còn đây, một nam thanh niên mặc áo vàng, mặc quần sọt, bịt khẩu trang và đội nón kết, nhìn rất là bảnh tảng. Lợi dụng lúc đêm khuya nè, cũng là một khu nhà trọ, hắn ta đang đi vô, đi tới đi lui, vừa gần mò, bây giờ đã đi lại lấy cái gì rồi đó, mọi người coi nha. Là hắn ta cầm một cái cây. Để tiếp sau đó là nó làm cái gì đây. Rồi, bây giờ là nhìn những bộ quần áo của chị em phụ nữ, những sinh viên rồi đó, để nghiên cứu để lấy nha cả nhà. Đây là một thanh niên cũng là rất là nguy hiểm đó nha. Những thể loại này là toàn là thanh niên nguy hiểm không à. Nguy hiểm hơn mấy thằng mà đi trộm xe, mấy thằng giật đồ nữa. Ghê hơn nữa ha. Đây, thò cái cây, gính được một bộ đồ màu hồng luôn. Đó, quần xịp cái gì là nó lấy hết luôn nha. Nó treo nó lụm hết luôn nha mọi người. Đây, một bộ đó. Ghê chưa. Ai ở nhà trọ mà phơi đồ đồ nè, nhớ là kỹ càng nha, để nó vô lấy hết trơn luôn đó nha. Bây giờ là tiếp tục quay lại, giống hệt như nó đang đi vô trong shop quần áo mà nó lừa đồ luôn hả mọi người. Ở đây, thò cây, tiếp tục là chọn được màu gì nữa đây, còn số gì ra. À, đưa xuống rồi, màu cũng hơi hồng hồng nữa, quấy hay là gì của đồ phụ nữ không vậy cha nội ơi. Hai bộ rồi, hai bộ đồ là quần xịp rồi là nó cũng lấy luôn. Tiếp tục đi lại đây nhìn nữa. Ghê chưa.
Cái phòng này hình như có người hay mà đây đây nó đang đứng nhìn nhìn người vô kìa mọi người. Có một chú chó xuất hiện, thấy thanh niên này sao kỳ quá nè. Không ai hay hết trơn này, chắc tối rồi, ngủ hết rồi. Đang đứng ngắm nghía nữa nha mọi người ơi. Hình như là đang suy nghĩ coi là còn thiếu màu gì trong bộ sưu tập nữa nha. Đó. Đang suy nghĩ. Giờ đi chở ga. Ga đang lại đẳng nghiên cứu nữa kìa. Đây đây, lại nghiên cứu rồi, thò lên lấy nữa kìa mọi người ơi. Quá nguy hiểm cho mấy thành phần này thiệt chứ. Rồi, lấy hai bộ rồi. Đi thấy gì đây? Chưa đi nữa mọi người ơi. Còn lẩn quẩn khu này hoài vậy ta. Chưa nữa kìa. Rồi, quay lại nữa rồi. Còn hơi tiếc, đồ quá nhiều mà quần xịp đồ nhiều nữa, đi về hơi tiếc mọi người ơi. Thôi gán đi quay lại cái nữa coi. Rồi trên tay cầm đồ kìa. U quá trời đã luôn ha. Vô mảnh rồi. Tiếp tục đứng nghiên cứu nữa. Không hiểu mấy thằng này luôn trời. Em là không hiểu mấy cái thành phần thanh niên này luôn rồi đó. Quá trời mấy thằng này nguy hiểm luôn rồi đó mọi người ơi. Rồi chiếc này là máy đi thiệt rồi nè. Mọi người xem là nhớ cảnh giác cao độ nha, bảo vệ tài sản cho mình thật tốt.